Xin chào tất cả các bạn! Ngày hôm nay chị quay trở lại cùng với các em trong buổi phát trực tiếp về phương pháp làm bài đọc hiểu Không biết đã có bạn nào lên xem phần phát trực tiếp này cùng với chị chưa nhở? À, bạn nào đã lên xem phần phát trực tiếp này rồi thì hãy gửi lời chào đến chị ở dưới phần bình luận nhé Được không nào? Ừm, ngày hôm nay thì chị gặp lại các bạn trong một buổi phát trực tiếp để chúng ta cùng nhau trao đổi về phương pháp làm bài tập đọc hiểu Ok không nào? Uhm, chị biết rằng là cái dạng đề đọc hiểu này đối với các bạn thì không còn xa lạ gì nữa Tuy nhiên thì vẫn còn gặp rất nhiều những cái khó khăn dẫn đến việc là chúng mình rất hay bị mất điểm ở trong phần đọc hiểu trong khi phần đọc hiểu lại là phần mà chúng ta có được những cái quan điểm mà chỉ cần trả lời đúng trả lời đủ là chúng ta đã có điểm rồi đồng ý với chị không nào uhm, Ok uhm, xin chào Phương Loan Xin chào Mỹ Hạnh Xin chào các em À giúp chị chia sẻ phần phát trực tiếp này nhé Để chúng mình lưu lại những cái phần phát trực tiếp Mà có ích cho việc học văn này Đúng không? Xong rồi chúng ta Về xem lại trên tường của mình Kéo lại là sẽ có rất nhiều rất nhiều Những cái bài học bổ ích ừ, Ok, xin chào các bạn Đó Rồi <laughs> Cũng lâu rồi mới gặp các em đúng không? <laughs> Rồi các em ơi, như chị đã viết ở tiêu đề ngày hôm nay đây Đó là chúng ta sẽ cùng với nhau đi trao đổi về phương pháp làm bài tập dạng đọc hiểu nhá Được không nào? Tuy nhiên ý, tuy nhiên thì ở đây chị biết rằng là có nhiều bạn vẫn còn chưa cả hình dung ra được là bài tập đọc hiểu Là bài tập dạng như thế nào, đúng không? Đúng không? Hay là các em đã biết hết rồi nhỉ? Các bạn đã biết rõ hết chưa về dạng bài tập đọc hiểu? Nào, nói cho chị biết nào Và các em có hay gặp khó khăn ở phần này không? Hay đây lại là cái phần lợi thế của các bạn đây? <laughs> à em thi hôm nay rồi lo lo điểm số lắm mà không sao mình phải tự tin lên chứ được không mình cứ tự tin lên nếu như mà em đã cố gắng hết sức mình rồi thì bây giờ thi xong là chúng ta cứ tự tin tin tưởng vào cái kết quả mà mình đã làm được ok không nào ừ còn nếu như mà mình cảm thấy chưa thỏa mãn với những gì mình đã biết thì không có cách nào khác là chúng ta phải rút kinh nghiệm cho những lần thi tiếp theo thôi ừ ok <laughs> Rồi, xin chào các bạn Ừ, xin chào Bạch Lăng Ok, đó <laughs> À, lâu lâu lắm lắm Em mới vào xem chị phát trực tiếp à ừ, Bây giờ thì chị sẽ cố gắng Phát trực tiếp thường xuyên hơn Cùng với các bạn, được không nào Ừ, ok ừ, Xin chào các em <laughs> kiếm điểm bù điểm tốt đấy đúng rồi chúng ta phải cố gắng chứ không thể là thấy chút khó khăn ban đầu mà nản chí được đúng không đó Ừm, ở đây chúng ta cùng nhau trao đổi trong bài học ngày hôm nay thì chúng ta cùng nhau trao đổi về dạng bài đọc hiểu nhá. Ok không? Cùng nhau trao đổi về dạng bài đọc hiểu thì ở đây này, chị biết rằng là chúng mình ở mọi miền trên tổ quốc cho nên là ở mỗi tỉnh ở mỗi sở giáo dục thì sẽ có những cái dạng đề thi khác nhau, đúng không? Thì về bài tập đọc hiểu, chúng ta có thể gặp dạng đề đọc hiểu một cái ngữ liệu hoàn toàn mới không nằm trong sách giáo khoa đúng không nào? đó nhá, chị gọi uh, dạng thứ nhất đó chính là cái dạng mà chúng ta học về một cái ngữ liệu hoàn toàn mới luôn. Ngữ liệu của chúng mình là mới hoàn toàn là những bài mà các em chưa từng được đọc này, đúng không? là một mẫu bài báo này hoặc là một cái câu chuyện đó, đấy là một dạng. dạng thứ hai chúng ta cũng có thể gặp đó chính là thường ấy những bạn ở Hà Nội cũng hay gặp dạng này đây, đó chính là chúng ta gặp bài tập đọc hiểu về chính cái văn bản mà chúng mình học đúng không ngữ liệu ở đây lại là gì nhở à là chính cái văn bản mà chúng mình đã học trong chương trình đó văn bản đã học trong chương trình ok không ừ đúng rồi đấy nhá thì với hai cái dạng cơ bản như thế này thì chị sẽ trao đổi cùng với các bạn để bây giờ chúng ta định hướng rõ hơn trong quá trình chúng mình ôn tập để làm bài tập đọc hiểu nhá thay vì việc là chúng ta cứ làm theo cái cảm tính xong rồi bài thì làm tốt bài thì lại không làm được ok không đầu tiên chị sẽ nói về cái dạng mà uh, ngữ liệu là một văn bản đã học được không chị sẽ nói về dạng này trước nhá chị gọi dạng này là dạng một đi còn dạng này là dạng 2. ok không đối với dạng một của chúng mình ý thì về một cái văn bản đã học thế thì chúng ta làm thế nào để làm tốt phần này tất nhiên rồi đó chúng là chúng ta phải học tốt về kiến thức nền nhá về kiến thức nền kiến thức này là thứ mà các em không thể thiếu được khi mà chúng ta làm bài tập đọc hiểu liên quan đến các văn bản đã học. Ở đây, người ta có thể hỏi chúng mình đó chính là về cái gì nhỉ? À, về những biện pháp tu từ này, đúng không? Về những thông tin liên quan đến tác giả này, hoàn cảnh sáng tác của tác phẩm này, rồi thể thơ này. Đó, thì khi đó chúng ta là bắt buộc phải huy động những cái kiến thức nền mà xuyên suốt năm học chúng ta đã được học. Ok không? Kiến thức nền này, này sẽ là cái phần quan trọng nhất. Tuy nhiên Tuy nhiên chị muốn lưu ý với các bạn Đó chính là chúng ta, cái này thì chúng ta đã học rồi Chị sẽ không nói quá nhiều bởi vì buổi ngày hôm nay không phải là buổi mà chúng ta trao đổi về kiến thức nền Đúng không? Thì chị chỉ muốn là các em hãy lưu ý chúng ta vận dụng kiến thức nền như thế nào trong cái bài tập đọc hiểu này đây Ở đây nhá, nếu như đề bài hỏi chúng ta thông tin về tác giả, về tác phẩm, về hoàn cảnh sáng tác vân vân Thì chúng ta nêu đầy đủ những cái thông tin mà chúng mình biết ra Ok không? Nhá Nhưng khi mà đọc gặp cái dạng bài ví dụ như là phân tích biện À, chỉ ra biện pháp tu từ xong rồi phân tích tác dụng của nó trong đoạn thơ này chẳng hạn, ok không? xong rồi là hỏi là trong đoạn thơ thì từ nào sử dụng theo nghĩa gốc, từ nào sử dụng theo nghĩa chuyển vân vân, đó là tất cả những cái kiến thức tất cả những cái dạng bài chúng mình đều có thể gặp phải trong cái dạng đề đọc hiểu liên quan đến ngữ liệu là văn bản đã học. cho nên là ở đây ý, chị muốn lưu ý với các bạn là chúng ta phải trả lời, chúng ta trả lời ngay vào vấn đề. Trả lời đúng luôn nhá. Trả lời ngay vào vấn đề, đi vào trực tiếp vấn đề luôn. Đây không phải là lúc mà chúng mình viết dài dòng, viết lan man, đây không phải là lúc mà chúng ta cứ vẽ lên tất cả những cái ý mà chúng mình nghĩ ra ở đây, được không? Ở đây quan trọng nhất là chúng ta phải tiết kiệm thời gian và trả lời chúng, đúng không? Chúng, đúng nhá là người ta hỏi gì thì mình trả lời đấy luôn hỏi về biện pháp tu từ thì phải chỉ ra được phải gọi tên được biện pháp tu từ đấy là gì và biện pháp đó có tác dụng gì ok không nó được thể hiện như thế nào ở trong văn bản chứ không phải là chúng mình viết cả một cái phần mở đoạn dài ơi là dài giới thiệu về tác giả tác phẩm xong xong rồi lại ở nêu trong tác phẩm này thì ấn tượng nhất với em là câu thơ này xong rồi trong câu thơ này tác giả đã sử dụng biện pháp này như thế nó rất mất thời gian và toàn bộ cái phần mà chúng mình trả lời dườm ra đấy đều không có điểm em nhé, ok không? thì đối với dạng đề đọc hiểu liên quan đến văn bản đã học, quan trọng nhất là các bạn hãy trả lời trực tiếp giúp chị, trả lời trực tiếp vào vấn đề luôn, nhá, trả lời trực tiếp vào vấn đề luôn để chúng ta viết đến đâu có điểm đến đấy, nhá, trả lời đến đâu có điểm đến đấy. còn nếu như mà uh, chúng mình muốn trình bày một cách kỹ lưỡng này Chi tiết này, kết nối này Đúng không ạ? Rồi là có nhiều Những cái đoạn văn rồi viết thật là kỹ Thật là hay, thì phần đó chúng ta làm Ở phần làm văn, hoặc là Ở có một cái câu là yêu cầu chúng mình viết đoạn Văn phân tích ý, đấy thì đấy chính là cái phần Mà chúng mình viết thật là kỹ ra này Chúng mình có liên kết câu, liên kết đoạn Vân vân, còn ở câu hỏi đọc hiểu Nó sẽ chiếm khoảng độ uh, Những câu hỏi nhỏ đó thì sẽ có Khoảng là 0,5 điểm này 0,75 điểm này, một điểm này 1,5 điểm này Ok không? Thì chúng ta người ta hỏi gì, chúng ta trả lời trực tiếp vào cái vấn đề đấy luôn. Nhá các em nhá, đúng không? Ok chưa? Đúng không nào? Ừ. <laughs> Và nói gì thì nói thì cái quan trọng nhất vẫn là kiến thức nền của các bạn. Đó cho nên là ấy, nếu như mà với dạng đề này mà các bạn học kiến thức nền chỉ qua loa thôi, nghĩa rằng là nếu như học thơ thì chỉ nắm được cái nội dung chính của đoạn thơ đấy là gì mà không thể biết được là trong tác đoạn thơ thì tác giả đã rất độc đáo trong việc sử dụng biện pháp tu từ nào này, rồi chúng ta đặc biệt phải chú ý đến những hình ảnh nào. Nếu các em không nắm được ấy, thì bài tập đọc hiểu các bạn sẽ rất khó để chúng ta viết đến đâu ăn điểm đến đấy. Mà hầu như là đều do các bạn tốn thời gian, xong rồi trả lời rất là dườm già, đấy rất là lủng củng, không đi trực tiếp vào vấn đề. Nhá các bạn nhá, hiểu ý chị không? Đấy, cho nên là ấy trong quá trình chúng mình học kiến thức nền là các em phải đặc biệt chú ý học đến đâu, nắm chắc đến đấy, bởi vì bất cứ đoạn thơ nào hay là bất cứ đoạn văn bản nào trong tác phẩm văn xuôi cũng có thể lấy ra để hỏi chúng mình được cũng có thể lấy ra làm cái dạng bài đọc hiểu cho chúng mình được ok không ở đây chị sẽ lấy ví dụ để các em hình dung ra được nhá ví dụ với những tác phẩm thơ này với những tác phẩm thơ thì ở trong cuốn sổ tay văn học cũng có những cái bài tập đọc hiểu để các em hình dung ra ví dụ như là về văn bản à, mùa xuân nho nhỏ đi được không trang 267 này 267 đúng không? để các em hình dung ra được nhá, hình dung ra được cái dạng bài đọc hiểu này này. đây, đó, thì chúng ta có thể thấy nhá là ở mỗi văn bản thì chị cũng đã ghi rất là rõ về đầu tiên là bài tập đọc hiểu. Ừ. có thể là người ta cho chúng mình gọi nhắc một câu thơ thôi, xong rồi hãy chép chính xác những dòng thơ còn lại. đây tất cả là những cái câu hỏi nhỏ, đúng không ạ? những cái câu hỏi nhỏ để cho các em có thể vận dụng những cái hiểu biết thật là chi tiết của mình, để xem các bạn có nắm chắc được kiến thức hay không liên quan đến văn bản đó rất nhiều những cái câu hỏi để chúng mình có thể hình dung ra được và rèn luyện được nghĩa là khi mà chúng ta học xong kiến thức nền thì uh, nếu như có những cái đề bài đọc hiểu như thế này thì sẽ giúp cho các em nắm chắc được kiến thức nền rõ hơn nắm chắc hơn này nắm sâu hơn này và biết được rằng là à phần nào mình còn thiếu đây để xong rồi mình sẽ tự bù đắp Yeah. Ok không? Đấy cho nên là chị thấy rằng ấy cái dạng đề đọc hiểu liên quan đến một văn bản đã học là một dạng đề rất hữu ích và sẽ kiểm tra được, sẽ đánh giá được rất tốt cái khả năng nắm chắc kiến thức của các bạn, chứ không phải là chúng mình nắm mông lung. Nếu như nếu như chị có một cái phép so sánh nó uh, nó không được gọi là tuyệt đối cho lắm nhưng mà để cho các em hình dung ra được này. Có nghĩa rằng là các anh chị lớp 12 thì đi thi là dạng đề uh, chỉ vận dụng những kiến thức về văn bản đã được học ấy ở trong cái câu làm văn 5 điểm nhiều điểm nhất đó thì câu đó để các em, chị, các anh chị sẽ viết một bài văn rất là dài và trong mỗi đoạn văn nhỏ thì các anh chị sẽ phân tích những cái đặc sắc ở trong đoạn thơ đấy này hoặc là phân tích những nét đặc sắc trong đặc điểm của nhân vật vân vân đó thì khi đó ấy, có thể thiếu một vài những cái ý nhỏ thiếu một vài những cái ý nhỏ hoặc là có những đoạn có những chi tiết các anh chị không đi sâu đúng không nhưng nếu như gặp dạng đề đọc hiểu như thế này thì người ta có thể đào sâu tất cả các khía cạnh và tất cả những yếu tố liên quan đến một đoạn thơ các em ạ liên quan đến một đoạn thơ cho nên là các em hãy cố gắng là chúng ta rèn luyện kể cả các em không gặp dạng đề đọc hiểu này thì các em cũng hãy cố gắng sử dụng những đề bài đọc hiểu để chúng ta tự kiểm tra lại kiến thức nền của bản thân đồng ý với chị không nhá đấy thì chị tin rằng là dạng đề này là một dạng đề để chúng ta khảo sát lại kiến thức của mình rất hữu ích và nó sẽ giúp các em nắm kiến thức rất là chắc. Được ừ, đúng không nào? Ok nhá. Đó thì đó là cái dạng đầu tiên chị muốn trao đổi cùng với các bạn. Các em hình dung ra không? Ừ À, cuốn sách này có đáp án không? Thì hiện tại Tiếng Học Văn chị Hiên đang xây dựng đáp án chi tiết cho những cái phần bài tập ở cuối sách sổ tay văn học Và sẽ gửi cho những bạn nào sở hữu cuốn sách này cái mã QR để cho các em có thể quét và đưa ra đáp án cho các bạn tham khảo Được không? Nhá, đó, thì đấy là phần đọc hiểu Còn những cái câu về làm văn và có cái hệ thống luận điểm phức tạp thì ở đây cũng có gợi ý rồi Nên là các em yên tâm nhá Ừm uhm. Ok, rồi Thì đấy là cái dạng đầu tiên Là dạng về câu hỏi đọc hiểu Liên quan đến văn bản đã học Cái dạng thứ hai này Đây, tiếp tục chúng ta sang đến dạng thứ hai này nhá Là một ngữ liệu mới hoàn toàn luôn đó có thể là một đoạn thơ, đó cũng có thể là một đoạn văn Hoặc là một mẫu bài báo, hoặc là một câu chuyện Bất cứ thứ gì mà chúng mà người ta có thể đem ra để chúng ta vận dụng những kiến thức được học để trả lời câu hỏi Riêng với dạng này thì sẽ có những cái câu hỏi ở những cái cấp độ khác nhau như sau Có thể là câu hỏi ở dạng nhận biết Đó là hỏi chúng mình về cái gì nhỉ? À, phương thức biểu đạt này, Xong rồi gì nhỉ? À, phép liên kết này Chị xin phép viết tắt nhá, được không? Phép liên kết này Rồi là gì nữa nhỉ? À, phong cách ngôn ngữ này Vân vân Đó, thì câu hỏi này thường chiếm khoảng 0,5 điểm Và chúng ta chỉ cần đưa ra duy nhất một câu trả lời thôi được không đưa ra duy nhất một câu trả lời nếu như người ta hỏi về phương thức biểu đạt thì em trả lời là phương thức biểu đạt của đoạn văn trên hoặc là phương thức biểu đạt của đoạn thơ trên là đó xong rồi chỉ ra thôi Nhưng các bạn phải đặc biệt chú ý trong phần này Nếu như người ta hỏi Lại cái yếu tố chính thôi ý. Nếu đã là chính thì chúng mình chỉ trả lời một thôi nhá Đó chứ không tham Nhiều bạn là lấy cái tiêu chí là à, thừa còn hơn thiếu đi Xong rồi cứ bê hết vào Nghĩ đến cái gì cứ thấy nó có yếu tố gì là đưa vào Trong khi là người ta hỏi yếu tố chính thôi Đấy cho nên là chúng mình đặc biệt phải phải chú ý phần này Đọc kỹ đề nhá Đọc kỹ đề Và cách để chúng mình học được cái câu hỏi nhận biết này để làm sao chúng ta ăn chọn cái 0,5 điểm này thì chúng ta hãy đi từ lý thuyết nhá. Chúng ta hãy đi từ lý thuyết. Cái lý thuyết này các em hãy lập bảng giúp chị. Nhá. Chúng ta sẽ lập ra những cái bảng liên quan đến à, phương thức biểu đạt này. Rồi gì nữa nhỉ? Phong cách ngôn ngữ này. Xong rồi, phép liên kết này. Đó, các em có thể lập những cái bảng ra, trong bảng đó thì bao gồm những cái gì? Trong bảng này nhá thì bao gồm đó là khái niệm này xong rồi, đặc điểm này nhá, đặc điểm của từng cái yếu tố đấy một. Xong rồi có gì nữa nhỉ? Ví dụ này. Đấy, quan trọng là ví dụ để chúng mình hình dung ra được là áp dụng những cái kiến thức này, những cái lý thuyết này để chúng ta vận dụng vào việc phân tích ví dụ thì sẽ như thế nào. Ok không? Nhớ Thì khi mà có ví dụ thì các em sẽ hình dung ra được là À, bắt đầu đọc cái đoạn ngữ liệu người ta cho Cảm thấy nó có những cái yếu tố, có những cái đặc điểm Giống với những ví dụ mà mình đã từng phân tích đây Đấy, bắt đầu mình bắt đầu chỉ ra được Nhớ, được không? Quan trọng là các em hãy lập bảng ra giúp chị Lập bảng là cái cách rất là dễ để chúng ta hệ thống lại kiến thức Mỗi cái này là đều có 6 yếu tố này 6 phương thức biểu đạt này, 6 phong cách ngôn ngữ này Đấy, các em cứ lập bảng ra xong rồi so sánh nó với nhau thấy không nào? Ok chưa? Nhớ phân biệt nó với nhau. Còn để mà học kỹ xem là sáu phương thức biểu đạt này phân biệt như thế nào rồi là sáu cái phong cách ngôn ngữ phân biệt như thế nào ấy thì có lẽ là chị sẽ hẹn các bạn vào một buổi riêng, được không? Có lẽ là chị sẽ hẹn các bạn vào một buổi riêng, chúng ta sẽ cùng với nhau bóc tách ra trao đổi làm sao đến khi mà các em hiểu được thì thôi. Nhá. Đồng ý với chị không nào? Nhưng quan trọng là các em hãy chủ động. Tất cả những kiến thức này thì chúng mình được học được học rồi này, được học trong sách giáo khoa này hoặc là các em có thể lên mạng này hoặc là theo dõi ở trên kênh fanpage này để có thể có được những cái thông tin, có được những cái phần kiến thức xong rồi chúng mình tự, chúng mình tự hoàn thiện và chúng mình tự tổng hợp được không nào? OK nhá, ừ, đó thì đó là về cái câu hỏi nhận biết khi mà chúng ta đã có bảng lý thuyết rồi thì chúng ta, chúng ta hãy cố gắng là vận dụng vào bài tập, vận dụng vào bài tập, tự chúng mình sưu tầm những cái đề khác nhau đi, tự chúng mình tìm kiếm những cái đề và khi mà chúng mình đọc đọc cái đoạn ngữ liệu đấy lên, đúng không? Thì chúng ta hãy vận dụng những cái gì mà chúng mình đã tổng hợp được để xác định nhanh, xác định nhanh xem là à đoạn văn này hay là đoạn thơ này thì thuộc phương thức biểu đạt nào, phong cách ngôn ngữ ra sao, vân vân. Ok nhá. Ừ, đó, được không nào? Ok chưa? Nhá thì đó là về câu hỏi nhận biết. Câu hỏi này nếu như mất điểm thì sẽ rất đáng tiếc. <laughs> Nếu như mất điểm thì sẽ rất đáng tiếc Cho nên là hãy cố gắng và hãy trân trọng kiếm được từng 0,5 điểm đầu tiên Các em nhé Rồi ok, đó là về câu hỏi nhận biết Tiếp tục này, chúng ta có cái dạng câu hỏi thứ hai là dạng câu hỏi thông hiểu Nói như cái này thì nó rất là hàn lâm đúng không? Các em rất khó hiểu Nhưng chị lấy ví dụ về câu hỏi thông hiểu này Các em hình dung ra ngay này Câu hỏi thông hiểu có thể gặp cái dạng đó chính là um, trong văn bản, tác giả đã miêu tả đối tượng A như thế nào? Hay là trong văn bản, nhân vật A hay là nhân vật B đã hiện lên như thế nào? Hay là trong văn bản, nói chung là nó sẽ có cái từ khóa là trong văn bản để người ta hỏi xem là để người ta tìm hiểu xem là à em đọc cái văn bản này em hiểu được đến đâu, hiểu được ý tác giả đến đâu nhá, được không? Và câu trả lời thông hiểu thì chúng ta sẽ dựa hoàn toàn vào cái quan điểm của tác giả được thể hiện ở trong văn bản thôi. Hiểu không? Ở trong phần này ấy, thì chúng ta sẽ không đưa cái quan điểm cá nhân của mình vào Mà người ta sẽ hỏi là À trong văn bản này thì tác giả đã như thế nào? À tác giả đã miêu tả đối tượng này như thế nào này? Hoặc là tác giả đã khắc họa hình tượng này như thế nào? Vân vân Đó, thì câu hỏi thông hiểu này cũng sẽ dao động từ khoảng 0,5 đến khoảng 1 điểm 0,5 đến khoảng 1 điểm tùy vào cấu trúc đề các em nhé Thì cái cách để làm câu hỏi đọc thông hiểu này ấy, là chúng ta đầu tiên là phải xác định được đúng câu hỏi đấy đó có phải là câu hỏi thông hiểu hay không dựa vào những cái gì chị vừa mới nêu ấy dấu hiệu của cái câu hỏi đấy đó chính là trong văn bản đấy hoặc là em hãy cho biết tác giả đã đấy thì chúng mình xác định được là a à, ở đây chúng ta phải đi tìm xem ý của tác giả là gì nhá đi tìm xem ý của tác giả là gì chứ không có đưa vào cái quan điểm cá nhân của mình ở đây đúng không nhá quan điểm cá nhân của mình là để vào phần sau sẽ có những cái câu hỏi riêng đấy cho nên là trong câu hỏi thông hiểu này là các bạn phải hoàn toàn là chúng ta dựa vào văn bản chúng ta khai thác những cái yếu tố những cái thông tin ở trong văn bản các em có hiểu văn bản không ấy mà đúng không đấy thì phần này các em sẽ làm như vậy nhá và phần này thì người ta hỏi yếu tố gì là chúng ta nêu những yếu tố đấy ra chứ chúng ta sẽ không phải viết một cái đoạn văn rất là dài trong phần này à rằng là tôi rất ấn tượng khi tác giả đã miêu tả đối tượng này như thế này như thế này như thế này xong rồi đấy, bắt đầu cảm nhận đưa ra những cái cảm nhận của cá nhân mình cái điều đó là không cần thiết được không bởi vì sao bởi vì là câu hỏi thông hiểu là người ta hỏi là tác giả đã miêu tả như thế nào thì chúng mình cứ trả lời đúng với cả cái yêu cầu của đề bài mà thôi được không ok chưa nhá ừ uhm. <laughs> Được không nào các em Ok nhá Đó Đấy chưa nào các bạn xem rõ không <laughs> Rồi Thì đó là về câu hỏi thông hiểu Hai câu hỏi này thì rất là dễ để kiếm điểm Nhưng Nhưng ấy Nó cũng cực kỳ khiến cho các bạn Rất là dễ chủ quan Rất là dễ chủ quan Xong rồi nhiều bạn thậm chí là có cái thói quen là cứ để cách ra Tại vì là không có cái sự chắc chắn trong câu hỏi của mình Đấy xong rồi cứ để cách ra Đến xong cuối cùng không xem lại và nộp no bài để chống mất điểm oan thật sự luôn rất đáng tiếc đấy cho nên là một lời khuyên cho chị à, một lời khuyên của chị đối với các bạn nếu như các em làm cái dạng đề là đọc hiểu trước xong rồi đến nghị luận xã hội xong rồi đến nghị luận văn học ấy thì làm đến đâu chắc chắn luôn đến đấy đi Đừng để dành, đừng để dành đến cuối giờ Đừng hy vọng là sẽ có thể trao đổi được với ai nhá mình chắc chắn cái quan điểm của mình đi Ok chưa? Làm đến đâu chắc chắn đến đấy Thì như vậy ý, là các em sẽ không bị phân tâm Trong những câu hỏi tiếp theo Không cần phải lúc nào cũng nơm nớp lo sợ rằng là Không biết là câu này mình làm đúng chưa Xong rồi nhớ tẹo nữa phải quay lại làm Điền vào kiểu gì cũng phải điền vào Nhớ đấy, xong cuối cùng quên luôn <laughs> Đúng không ạ? Nhớ Đấy cho nên là chúng mình hãy cố gắng làm lần lượt Làm từ dễ đến khó và làm đến đâu chắc chắn đến đấy luôn Rồi Đó là phần thông hiểu Nhá, nhớ đấy, nhớ là phần thông hiểu là chúng ta dựa hoàn toàn vào văn bản Chỉ cần tìm kiếm và đưa ra những cái thông tin ở trong văn bản thôi Ok chưa? Được rồi nhá Đấy, tiếp tục chúng ta có câu hỏi vận dụng vận dụng này thì có hai cấp có thể các em sẽ bắt gặp thầy cô có nói là vận dụng thấp vận dụng cao vân vân đúng không thì ở đây chị gộp vào luôn là dạng câu hỏi vận dụng tức nghĩa rằng là ở đây sẽ có thêm cái quan điểm cá nhân sẽ có thêm cái quan điểm cá nhân của em nhá có thêm quan điểm cá nhân cảm nhận cá nhân của mình vào đây bởi vì sao vận dụng là chúng ta đem những cái hiểu biết những cái thông hiểu về văn bản để Phân tích một cái yếu tố nào khác để đưa ra cái quan điểm của chính bản thân mình nhá Thì đấy gọi là vận dụng cho nên là câu hỏi vận dụng sẽ thường có cái cấu trúc đó chính là um, em hiểu câu nói sau như thế nào người ta trích một cái câu nói ở trong văn bản này ra chẳng hạn hoặc là um, em có đồng ý với quan điểm này hay không vì sao đó nhá thì câu hỏi vận dụng này sẽ thường là một điểm trở lên từ 1 đến 1,5 điểm được không ok chưa uhm, đấy nhá cho nên là ấy, câu hỏi vận dụng này rất là quan trọng và phần này đây này phần này lại bắt đầu khiến các sĩ tử của chúng ta bắt đầu vận dụng hết tất cả vốn liếng văn chương của mình vào đây để viết đây này đúng không nhá đúng không đấy thì bắt đầu bây giờ hãy chú ý giúp chị nhá chúng ta phải có cái kỹ năng làm cái phần này để làm sao ăn được cái số điểm cao nhất, có được cái số điểm cao nhất. Vận dụng khi mà chúng ta đưa ra cái quan điểm cá nhân đối với cái dạng đề là có đồng ý hay không đồng ý ấy thì dù các em viết trời bẻ như thế nào thì các em vẫn phải đưa ra được là em có đồng ý hay không nhá. Quan trọng là em có đồng ý hay không, riêng cái câu trả lời là em đồng ý hay không đồng ý là đã được, ít nhất là một nửa số điểm của cái câu đấy rồi nhá được không nào đấy thì dù là các em cái phần giải thích của các em có thể là không được mật mà có thể là không được rành mạch nhưng em đưa ra được quan điểm của mình cái thái độ của mình là em đồng ý hoặc là em không đồng ý là như vậy người ta đã thấy rõ ràng rồi cho nên là chị vẫn thường hướng dẫn các bạn là chúng ta trả lời luôn là tôi đồng ý hoặc tôi đồng tình với quan điểm này sau đó chúng ta sẽ bắt đầu giải thích để câu đầu tiên là các em đã có điểm rồi được không nhá câu đầu tiên các em đã có điểm rồi đó còn nếu như với dạng câu hỏi là à anh chị hiểu ý kiến trên như thế nào đấy thì bắt đầu chúng ta lại dựa vào ý kiến đó chúng ta giải thích từng ý nhỏ xong rồi tổng kết lại vậy ý kiến này có ý nghĩa rằng cứ trả lời rạch ròi ra như thế nhá, được không? Cứ trả lời rạch ròi từng bước, từng bước một Thì như vậy, cái phần đọc hiểu quan trọng là làm sao? Là chúng ta trả lời rõ ràng, rành mạch và chúng ta trả lời đúng, trả lời trúng Được không nào? Ok nhá ừ. Uhm. <laughs> Rồi. Đấy, cho nên là phần này mặc dù số điểm cao nhất nhưng mà nó vẫn sẽ có những cái kỹ năng vẫn sẽ có những cái trình tự để chúng ta có thể vận dụng. Các em đồng ý với chị không? Bây giờ từ bây giờ từ sau phần phát trực tiếp này, đừng bạn nào làm cái câu hỏi vận dụng này theo cái bản năng của chúng mình là thích viết gì thì viết nữa nhá. Đừng được không chúng ta hãy cố gắng là chúng ta khéo léo hơn trong cái kỹ năng làm bài đi nếu như người ta hỏi mình là có đồng ý hay không ấy xong rồi giải thích vì sao thì trước tiên hãy đưa ra quan điểm của mình đã để chúng mình có điểm để người ta hiểu được người ta thấy được rõ ràng là a à, quan điểm của bạn này là như thế này được không nào và nhá và ấy, thường ấy những cái câu hỏi vận dụng này này thì nó sẽ có cái độ mở sẽ có cái độ mở đó rằng là những cái quan điểm người ta đưa ra để cho mình có đồng ý hay là không đồng ý ấy thì nó sẽ có khía cạnh Vừa đúng và vừa sai Các em có thể chọn là đồng ý Xong rồi em đưa ra những cái sự hợp lý của quan điểm đó Hoặc là các em không đồng ý Rồi đưa ra những cái sự vô lý Những cái sự sai trái trong cái quan điểm đó Được không? Rồi nhiều bạn thì uh, Hay chọn cái cách an toàn là trả lời Nước đôi Tôi vừa đồng tình, lại vừa không đồng tình Bên trên tôi đồng tình là bởi vì Xong rồi bên dưới tuy nhiên tôi lại lật lại vấn đề Đúng không? Xong rồi viết cái phần này Giống như là một cái đoạn văn nghị luận xã hội vậy <laughs> Đó không nào Thì chị hiểu, chị hiểu được rằng là Mỗi cái quan điểm của chúng ta đưa ra Đều có rất nhiều những cái khía cạnh khác nhau Có ý đúng cũng có ý sai Đó, cho nhưng mà ở đây ý, Ở đây ý thì chị vẫn hay Chị vẫn hay hướng dẫn các bạn vào cái quan điểm của bản thân chị Đó chính là chúng ta chọn một hướng đi Và chúng ta hãy làm sao đi thật sâu vào cái hướng đấy Thay vì việc là mỗi ý chúng ta chỉ viết rất là nông cạn Được không? Chúng ta viết rất là nông cả hai ý thì nó sẽ không tốt bằng việc là chúng ta chọn một con đường và chúng ta viết thật kỹ về cái ý đó ví dụ như là cùng một khoảng thời gian trong vòng 5 phút thì em lại vừa phải vừa phải đưa ra những cái lý lẽ để chứng minh quan điểm này đúng lại vừa phải đưa ra những cái lý lẽ để chứng minh quan điểm này sai thì nó sẽ khó hơn và nó sẽ tốn thời gian hơn so với việc là chúng ta chỉ cần đưa ra tất cả những cái ý để chứng minh quan điểm này đúng mà thôi hiểu ý chị không nào nhá. Cho nên là rằng lái nó sẽ không có một cái đáp án chi tiết bắt các bạn là phải đồng ý hay là không đồng ý. Đúng không? Sẽ không có một cái đáp án nào mà ép ép các bạn là à học sinh phải trả lời là đồng ý thì mới có điểm, học sinh phải trả lời là không đồng ý thì mới có điểm. Không có. Ở đây sẽ có những cái độ mở nhất định ở trong câu hỏi này. Quan trọng là cái cách trả lời của các em, cách giải thích của các em có thuyết phục hay không được không nhá thì khi mà chúng mình giải thích ý, thì chúng ta đầu tiên câu đầu tiên là chúng trong phần giải thích nhá là chúng ta khái quát lại ý nghĩa của quan điểm đấy này được không khái quát lại ý nghĩa của quan điểm đấy nếu như quan điểm đó được trình bày dưới dạng một cái nhận định có rất nhiều những cái hình ảnh ẩn dụ có rất nhiều những cái hình ảnh mang ý nghĩa biểu tượng thì chúng mình sẽ khái quát lại ý nghĩa của nó xong rồi đưa ra lần lượt khía cạnh một khía cạnh đầu tiên xong rồi khía cạnh thứ hai khía cạnh thứ ba để cho thấy là cái quan điểm của mình đối với vấn đề này như thế nào đấy không nào ok chưa nhá đấy thì chị nghĩ rằng là đối với dạng để đọc hiểu và câu hỏi vận dụng này nói riêng này là chúng ta cứ trả lời tuần tự và làm sao rõ ràng rành mạch nhất có thể đấy thì vừa giúp chúng mình nhá thể hiện được cái tư duy của chúng mình này vừa giúp chúng mình tiết kiệm thời gian này đồng ý với chị không nhá rồi ok đó thì đó là về toàn bộ cái phần đọc hiểu thường ý phần đọc hiểu sẽ gồm khoảng độ bốn câu đúng không bốn câu nhỉ phần này này phần đọc hiểu mở một cái ngữ liệu mới như thế này này thì sẽ gồm bốn câu gồm 4 câu và nó sẽ trải dài Nó sẽ trải đều ở tất cả những cái dạng này để cho chúng mình có thể kiếm điểm Cho nên là hãy cố gắng Bây giờ cái việc mà chị hướng các bạn đến này để chúng mình làm tốt về phần đọc hiểu Thứ nhất là phải tự hệ thống lại những cái kiến thức liên quan đến phần nhận biết trong đọc hiểu Đó chính là phương thức biểu đạt này, phép liên kết này, phong cách ngôn ngữ này, vân vân đó được chưa xong rồi nhá cái thứ hai là chúng mình hãy hệ thống lại những cái biện pháp tu từ để nếu như gặp cái dạng đề là phân tích ý nghĩa của biện pháp tu từ thì chúng mình chỉ ra được cái thứ ba là chúng ta hãy rèn luyện vận dụng những kiến thức đó để chúng ta rèn luyện với những đề cụ thể tự sưu tầm đề đi được không nếu như mà trong quá trình em tự làm đề mà có gì khó khăn lại có gì phân vân thì hoàn toàn có thể nhắn tin về cho chị mà ok chưa nhá đấy là về đọc hiểu với dạng là ngữ liệu mới hoàn toàn còn đối với dạng đề mà đọc hiểu liên quan đến những văn bản đã học thì chị đã nói rồi đấy học thật kỹ về kiến thức nền học thật kỹ về kiến thức nền và dùng những câu hỏi đọc hiểu những câu hỏi bài tập để chúng mình rèn luyện lại kiểm tra lại những kiến thức đó ok chưa uhm. À, cô em bảo phần đọc hiểu của bọn em theo ngữ liệu mới và có 6 câu à Ừ, rồi, không sao, số lượng câu có thể nhiều hơn Nhưng mà nó sẽ không đi đâu ngoài ngoài những cái cấp độ Ngoài những cái cấp độ nhận thức như thế này đâu, được không? Vận dụng thì có cả vận dụng thấp và vận dụng cao Đấy, nhưng ở đây chị gộp vào Đấy, cho nên là em cứ yên tâm là chúng ta cứ đi từ những câu dễ rồi đến những câu khó nhá Ăn những, viết đến đâu, cố gắng là viết đến đâu, được điểm đến đấy Chứ chúng ta đừng hoang mang và cũng đừng mông lung trong phần này Phần này là phần để các bạn kiếm điểm dễ nhất đấy Đúng không? Phần này là phần để cho các bạn kiếm điểm dễ nhất đấy Cho nên là hãy cố gắng trả lời đúng, trả lời trúng Ngắn gọn thôi Không cần phải dài dòng ở trong phần này làm gì hết nhá Tất nhiên là không có bài nào là yêu cầu các em phải viết dài dòng cả Dài dòng là viết dài, viết dài xong rồi thành viết dài Nhưng cái ý chị muốn nói ở đây đó chính là Người ta hỏi gì? Chúng mình trả lời đấy Đấy chưa? Cái quan trọng nhất để có, các em có điểm là Trả lời đúng được câu hỏi, trả lời đúng được cái yêu cầu mà người ta bắt chúng mình phải thực hiện Thế thôi nhá. Yeah, ok chưa? Đấy cho nên là tất cả những cái lưu ý về phương pháp làm bài tập đọc hiểu thì chị đã trao đổi cùng với các bạn trong buổi phát trực tiếp ngày hôm nay. Các em có hiểu không nào? Ok không? Nhá. Yeah, các bạn có hiểu không? <laughs> chị mong rằng là những điều mà chị vừa mới chia sẻ thì sẽ giúp cho các bạn nhìn lại được quá trình chúng mình học tập. Biết được là từ trước đến giờ mình vẫn sai ở đâu được không biết được từ trước đến giờ mình đã sai ở đâu hoặc là có thêm những cái định hướng để chúng mình tự tin hơn và chủ động hơn trong quá trình rèn luyện cách làm bài tập đọc hiểu ok nhá được không nào ừ <laughs> rồi ok đó thì à, đối với những bạn mà đã quen với dạng đề này rồi tức nghĩa rằng chúng mình được tiếp xúc nhiều với dạng đề đọc hiểu này rồi thì chắc chắn là chị biết chị hiểu là các bạn cũng biết được là tầm quan trọng của những cái số điểm trong phần đọc hiểu này như thế nào có nhiều bạn làm phần làm văn được 4 trên 5 điểm Xong rồi phần nghị luận xã hội cũng được 1,5 trên 2 điểm Nhưng mà số điểm cuối cùng tổng lại thì lại rất thấp Bởi vì phần đọc hiểu không được điểm nào Bởi vì phần đọc hiểu này kiếm điểm dễ nhưng mà mất điểm cũng dễ Chỉ cần các em trả lời sai thôi là không có điểm nào luôn Chứ không phải là chúng mình cứ trả lời dài xong rồi Nghĩ rằng là à thôi thầy cô cũng thương tình biết dài như thế này Cũng cho một vài điểm, không có đâu nhá các em mà viết mà không có một ý nào Nó trùng với cả đáp án Nó không có một cái ý nào mà chạm đến được Cái ý hiểu ở đây ấy, Thì là hoàn toàn chúng mình không có điểm đâu Chứ không phải là cứ viết dài là có điểm đâu nhá Đấy Đó cho nên là Bắt buộc là các em phải Chúng mình phải chủ động hơn Và phải có được cái kỹ năng đúng đắn khi làm bài được không nào à cho một vài ví dụ đi ạ thì ở đây nhá vừa nãy thì chị cũng đã nêu ví dụ về cái dạng đề dạng đề là uh, sử dụng ngữ liệu là những văn bản đã học rồi được không Đó là những cái câu hỏi ở cuối cuốn sổ tay văn học mà chị đã trao đổi và giới thiệu với các bạn rất là nhiều này đó còn đối với dạng đề mà um, một cái ngữ liệu mới hoàn toàn ý thì ở đây thì chị lại chưa in đề ra chị thì có rất nhiều những cái file đề này nhưng mà chị lại chưa in ra mất rồi đúng không nào thì uh, uh, bạn nào nhỉ đây, ở đây thì uh, bạn Phương Thảo được không? Em có thể uh, giúp chị làm một cái thao tác là chúng mình lên mạng chúng Em chỉ cần tra đề thi thôi Đề thi ngữ văn uh, ở tỉnh em chẳng hạn này Để xem xem là tỉnh em có um, đưa ra những cái dạng đề này trong việc mà thi vào 10 hay không hoặc là để em tìm hiểu thêm và dễ hình dung nhất ý, là em tra về đề thi của các anh chị lớp 12 đề thi của các anh chị lớp 12 thì phần đầu tiên chính là phần đọc hiểu Phần đầu tiên chính là phần đọc hiểu em nhé Đấy, để chúng mình hình dung ra được là Đề đọc hiểu sử dụng ngữ liệu mới là như thế nào Là những cái gì mà chúng mình chưa được đọc Chúng mình chưa được học Chưa ai trao đổi với chúng mình Về những cái câu hỏi liên quan đến cái đoạn văn đấy cả Mà người ta có thể lấy bất cứ một cái đoạn bài báo Hoặc là một bài thơ nào đấy để hỏi chúng mình Ok chưa? Nhớ, <laughs> đấy, ở đây thì tiếc quá Hôm nay trao đổi cùng với các bạn mà chị lại chưa kịp in ra đề mất rồi Đúng không nào? <laughs> Ôi Mai Chi sao lại theo chị đề thi học kỳ 1 Chúng văn bản nào Em vẫn chưa thi học kỳ 1 sao ừ, Bây giờ vẫn chưa thi học kỳ 1 Khá là muộn đấy nhở Nhưng mà thôi xin phép là chị sẽ làm ngoài cái việc đoán đề này nhá được không nào nằm ngoài cái việc đoán đề này nhá bởi vì là 63 tỉnh thành xong rồi 63 sở giáo dục và mỗi sở lại ra một tác phẩm khác nhau thì 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 chị cũng đâu không thể nào mà lường trước được được không nào đó thì với cả bản thân chị thì cũng không bao giờ có những cái cảm tính khi mà chúng mình ôn thi như thế này cả cho nên là em cứ học hết tất cả các phần kiến thức ở trong đề cương mà thầy cô cho ôn đi là chắc chắn nhất được không? Nhớ là chắc chắn nhất chứ bây giờ mà chúng mình học tủ thì nguy hiểm lắm. Ừ, đồng ý với chị không nào? rồi ok, ừ, rồi các em nhé trong buổi ngày hôm nay ý, cùng nhìn lại với chị này chúng ta đã trao đổi cùng với nhau về phương pháp được không? Về phương pháp chứ không phải là một buổi thực hành mà chị đem đến cho các bạn những cái kỹ năng, những cái cách mà chúng ta có thể áp dụng trong quá trình làm bài tập đọc hiểu. Ok chưa? Làm bài đọc hiểu các em nhé. Đó thì chị mong rằng là buổi ngày hôm nay có thể là giúp ích cho các bạn này không nhiều thì một chút ít thôi cũng giúp cho các em hình dung ra được là chúng ta phải làm gì và nên làm gì để có được cái số điểm tốt nhất ở mỗi đề đọc hiểu. Được không nào? Ừ, rất là cảm ơn các bạn vì ngày hôm nay đã lên đây cùng với chị này Tương tác cùng với chị này Và lắng nghe chị xem là chúng ta học về điều gì Được không nào? Và sẽ tuyệt vời hơn nữa nếu như mà các em kịp ghi chép lại những cái kỹ năng đó Những cái trao đổi đó, những cái phần chia sẻ đó được không? Rồi, và giai đoạn này thì chị sẽ cố gắng phát trực tiếp nhiều hơn để tương tác nhiều hơn cùng với các bạn Biết được là các em đang gặp khó khăn ở đâu Và xây dựng những cái buổi phát trực tiếp chất lượng hơn nữa nhá Ok chưa? Ừ, nhưng mà cũng rất là cần cái sự động viên và cái sự hăng hái của các bạn được không nào đó cho nên là nếu như mà các em ủng hộ thì đừng quên là những phần phát trực tiếp này thì hãy giúp chị chia sẻ để nhiều bạn biết đến hơn và chúng ta có thêm nhiều những người bạn đồng hành cùng với mình trong quá trình học văn nhá rồi <laughs> rồi ok Và trong những phần phát trực tiếp tiếp theo Thì chị sẽ giới thiệu nhiều hơn Về bộ sổ tay văn học này chẳng hạn Cách để chúng ta học tập tốt với bộ sổ tay văn học này Rồi là tiếp xúc nhiều hơn Với dạng đề nghị luận xã hội, nghị luận văn học Vân vân, tất cả những điều gì Mà các em có thể gặp ở trong đề thi Vào lớp 10 nhá, được không nào rồi, cảm ơn các em rất là nhiều Và bây giờ thì chị sẽ phải nói lời tạm biệt cùng với các bạn Và hẹn gặp lại các bạn trong những phần phát trực tiếp tiếp theo nhé <laughs> rồi cảm ơn các em rất nhiều và bye bye